Mời các bạn đến với chương trình Tri Thức Streamer. Đây là ấn bản dành riêng cho các bạn trẻ đến với stream bằng tình yêu và khối óc, với phương châm không ngừng học hỏi, liên tục sẻ chia, được thực hiện bởi đội ngũ phát thanh và biên tập của Thành Online cùng với sự đóng góp của các bạn cộng tác viên đến từ mọi miền tổ quốc. Ăn các loại thực phẩm giàu canxi trong ngày. Canxi là khoáng chất quan trọng nhất cho sức khỏe của xương và đó là khoáng chất chủ yếu được tìm thấy trong xương của bạn. Do các tế bào xương cũ liên tục bị phá vỡ và thay thế bằng những cái mới, thì việc tiêu thụ canxi hàng ngày để bảo vệ cấu trúc và sức mạnh của xương là điều rất quan trọng. Mức khuyến nghị hàng ngày RDI cho canxi là 1.000 mg mỗi ngày cho hầu hết mọi người, mặc dù thanh thiếu niên cần tới 1.300 mg và phụ nữ lớn tuổi cần tới 1.200 mg. Tuy nhiên, lượng canxi mà cơ thể của bạn thực sự hấp thu được có thể sẽ khác biệt rất nhiều. Điều thú vị là nếu bạn ăn một bữa ăn có chứa nhiều hơn 500 mg canxi thì cơ thể bạn sẽ hấp thụ ít hơn nhiều số lượng đó hơn là nếu bạn tiêu thụ một lượng thấp hơn. Do đó, tốt nhất hãy trải dài lượng canxi nạp vào xuyên suốt cả ngày bằng cách đưa các thực phẩm giàu canxi này vào mỗi bữa ăn. 6. Nạp nhiều vitamin D và vitamin K. Vitamin D và vitamin K là hai thứ cực kỳ quan trọng để xây dựng bộ xương chắc khỏe. Vitamin D đóng một số vai trò quan trọng của sức khỏe xương, bao gồm việc giúp cơ thể hấp thụ canxi và giúp ngăn cản việc thải canxi ra ngoài nước tiểu. Chúng ta được khuyến cáo là phải đạt được một mức độ máu ít nhất là 30 nanogram trên ml, 75 nanomol trên lít. Để bảo vệ chống lại bệnh thiếu xương, loãng xương và các bệnh xương khác, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các trẻ em và người lớn có nồng độ vitamin D thấp sẽ có xu hướng có mật độ xương thấp và có nhiều nguy cơ mất xương hơn những người nạp đủ. Sự thiếu hụt vitamin D rất là phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới. Bạn có thể có đủ vitamin D thông qua việc tiếp xúc ánh nắng mặt trời và các thực phẩm như cá béo, gan và phô mai. Chúng ta phải thực hiện việc phơi nắng là hầu như mỗi ngày hoặc ít nhất là cách một ngày. Thời gian phơi nắng thông thường là trước 9 giờ hoặc là sau 15 giờ và mỗi một lần phơi thì chúng ta có thể phơi từ 15 đến 30 phút. Tuy nhiên, việc tạo ra vitamin D còn phụ thuộc vào độ gắt và mạnh của ánh nắng. Vitamin K2 giúp hỗ trợ sức khỏe của xương bằng cách sửa đổi osteocalci, một loại protein liên quan đến sự hình thành xương. Việc sửa đổi này cho phép osteocalci liên kết với các khoáng chất trong xương và giúp ngăn chặn việc mất canxi từ xương. Có hai hình thức phổ biến nhất của vitamin K2 là MK4 và MK7. MK4 tồn tại với một lượng nhỏ trong gan, trứng và thịt. Các thực phẩm lên men như phô mai, dưa bắp cải và một số sản phẩm đậu tương được gọi là natto thì chứa MK7. Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng việc bổ sung với một trong hai dạng vitamin K2 sẽ giúp hỗ trợ sửa đổi osteocalcin và làm tăng mật độ xương ở trẻ em và phụ nữ sau mãn kinh. 7. Xem xét đến việc nạp thực phẩm bổ sung collagen. Gần đây rộ lên bằng chứng cho thấy rằng xương cấu thành chủ yếu từ collagen. Không có nhiều nghiên cứu về chủ đề này, nhưng bằng chứng ban đầu cho thấy bổ sung collagen có thể giúp bảo vệ sức khỏe của xương. Collagen là protein chính được tìm thấy trong xương. Nó chứa các chất axit amin, glycin, proline và lysin giúp xây dựng xương, cơ, dây chằng và các mô khác. Collagen thủy phân đến từ xương động vật và thường được gọi là gelatin. Nó đã được sử dụng để làm giảm đau khớp trong nhiều năm. Hầu hết các nghiên cứu đã xem xét tác động của collagen về điều kiện chung như viêm khớp, nó dường như có tác động có lợi về sức khỏe của xương. 8. Duy trì cân nặng, ổn định, khỏe mạnh. Ngoài ăn một chế độ ăn uống bổ dưỡng, duy trì một trọng lượng khỏe mạnh có thể giúp sức khỏe hỗ trợ xương. Ví dụ, thiếu cân làm tăng nguy cơ thiếu canxi và loãng xương. Điều này đặc biệt đúng ở phụ nữ sau mãn kinh bị mất tác dụng bảo vệ của estrogen. Mặt khác, một số nghiên cứu cho rằng béo phì có thể làm giảm chất lượng xương và tăng nguy cơ gãy xương do sự căng thẳng của trọng lượng dư thừa.
Nhìn chung, cân nặng thay đổi thất thường có hại cho sức khỏe của xương cũng như mất đi một lượng lớn trọng lượng trong một thời gian ngắn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy việc mất xương trong quá trình giảm cân đã không được đảo ngược khi cân nặng tăng trở lại. Điều này cho thấy rằng các chu kỳ lặp đi lặp lại của việc giảm và tăng cân có thể dẫn đến việc mất xương nhiều hơn tính trên một đời người. Việc duy trì mức cân nặng ổn định, bình thường hoặc cao hơn một chút so với mức cân nặng bình thường được coi là sự tốt nhất của bạn khi nói đến việc bảo vệ sức khỏe của xương. 9. Sử dụng các loại thực phẩm giàu magie và kẽm. Canxi không phải là khoáng chất duy nhất đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương. Một số loại khác cũng đóng một vai trò quan trọng không kém, bao gồm magie và kẽm. Magie đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi vitamin D thành dạng hoạt động nhằm thúc đẩy sự hấp thụ canxi. Một nghiên cứu quan sát trên 73.000 phụ nữ cho thấy những người tiêu thụ 400mg magie mỗi ngày thường có mật độ xương cao hơn 2-3% so với những phụ nữ tiêu thụ một nửa số lượng này hàng ngày. Kẽm là một khoáng chất vi lượng cần thiết với một số lượng rất nhỏ. Nó giúp tạo nên phần khoáng của xương. Ngoài ra, kẽm thúc đẩy sự hình thành của tế bào xương và ngăn ngừa sự phân hủy quá nhiều xương. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung kẽm giúp hỗ trợ sự phát triển xương ở trẻ em và duy trì mật độ xương ở người cao tuổi. Các nguồn thực phẩm cung cấp nhiều kẽm có trong thịt bò, tôm, rau bó xôi, hạt lanh, hàu, hạt bí ngô. 10. Tiêu thụ các loại thực phẩm giàu chất béo omega 3. Axit béo omega 3 được biết đến với tác dụng chống viêm của nó. Nó cũng đã được chứng minh là giúp bảo vệ và chống lại sự mất xương trong quá trình lão hóa. Mặc dù hầu hết các nghiên cứu đã xem xét đến những lợi ích của omega 3 chuỗi dài có trong các loại cá béo, thì một nghiên cứu kiểm soát đã phát hiện ra rằng nguồn omega 3 từ thực vật đã giúp giảm phân hủy xương và tăng sự tạo xương. Ngoài việc đưa chất béo omega 3 vào trong chế độ ăn uống của bạn, thì việc phải bảo đảm rằng mức cân bằng của chất béo omega 6 trên omega 3 sẽ không được quá cao cũng là điều rất quan trọng. Nguồn omega 3 từ thực vật bao gồm hạt chia, hạt lanh và quả óc chó. Những điều cần nhớ: rau củ, quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp tạo ra bộ xương khỏe mạnh trong suốt thời thơ ấu, giúp bảo vệ khối lượng xương ở thanh niên và cả người lớn tuổi. Chế độ ăn uống cung cấp quá ít calo đã được chứng minh là làm giảm mật độ xương. Việc có một chế độ ăn uống cân bằng với ít nhất 1.200 calorie mỗi ngày để duy trì sức khỏe của xương. Việc nạp một lượng protein thấp có thể dẫn đến sự mất xương, trong khi hấp thụ lượng protein cao có thể giúp bảo vệ sức khỏe của xương trong quá trình lão hóa và giảm cân. Việc thực hiện các bài tập chịu sức nặng và kháng lực có thể giúp gia tăng sự hình thành của xương trong quá trình phát triển xương và bảo vệ sức khỏe của xương ở người lớn tuổi, bao gồm cả những người có mật độ xương thấp. Canxi là khoáng chất chính được tìm thấy trong xương và phải được tiêu thụ mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe của xương. Hãy trải dài lượng canxi của bạn trong suốt ngày để có thể tối ưu hóa sự hấp thụ. Việc nạp đủ lượng vitamin D và K2 từ thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung có thể giúp bảo vệ sức khỏe của xương. Collagen có thể giúp bảo vệ sức khỏe xương. Việc có một thân hình quá nặng hoặc giảm cân quá nhanh có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của xương. Hơn nữa, việc duy trì một trọng lượng ổn định chứ không phải liên tục giảm cân rồi tăng cân lại có thể giúp bảo vệ mật độ xương. Magie và kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được khối lượng xương nhiều nhất trong thời thơ ấu và duy trì mật độ xương trong quá trình lão hóa. Các axit béo omega 3 đã được chứng minh là giúp thúc đẩy sự hình thành của xương mới và bảo vệ chống lại sự mất xương ở người lớn tuổi. Buổi phát thanh hôm nay sẽ được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát thanh tiếp theo.